cùng đến với trận chung kết trong buổi tối ngày hôm nay. Xin giới thiệu với tất cả các bạn đội tuyển Bồ Đào Nha của Đẹp và Lê Khôi. Và đối thủ của họ trong vòng chung kết, xin giới thiệu cô sẽ tăng Đức của Missy và Sonic. Rõ ràng nếu như nhìn vào số lượng người xem trực tiếp tại khán đài của nhà thi đấu Cầu Giấy cũng như là số lượng người xem trên các nền tảng mạng xã hội, mọi thứ đang không hề thua kém với bất cứ một trận đấu đỉnh cao nào, anh Tuyền Văn Hóa. Chính xác, nó giống như trận chung kết World Cup. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi chiếc cúp này sẽ khắc tên nhà vô địch là ai? Ai sẽ đi vào lịch sử của Ao Làng L4 lần đầu tiên được tổ chức offline? Như vậy là hiệp 1 của trận chung kết giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Đức sẽ là những người giao bóng trước. Họ bảo vệ phần sân ở bên phía tay phải màn ảnh nhỏ các bạn đang được theo dõi. Bồ Đào Nha đang đẩy đội hình lên rất cao và họ đang cố gắng bắt chặt những đường lên bóng của đội tuyển Đức. Sanchez có khoảng trống để dứt điểm từ xa. Quá hay! Gôi! Bàn thắng mở tỷ số đã tới ngay ở phút thứ tư của trận đấu này. Rất sớm, gương mặt đầy cảm xúc của Lê Khôi và Đẹp Nguyễn. Vâng, họ đã ghi bàn vào lưới mà như Đẹp chia sẻ là ghi bàn vào lưới của thầy. Đúng ạ. Bồ Đào Nha càng chơi càng hay và họ cho thấy họ muốn đánh phủ đầu ngay trong trận chung kết này là lớn như thế nào. Ba Lắc, cánh phải rất thoáng đến từ đội tuyển Đức. Sané, bên kia có người. Đó là quyết định dứt điểm ngay. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết nhưng bóng vẫn đang trong chân cao thủ đội tuyển Đức. Cỗ xe tăng vẫn đang cố gắng để tìm kiếm bàn thắng. Không à, sẽ chỉ có một quả đá phạt góc mà thôi. Còn nguyên cơ hội dành cho đội tuyển Đức ở pha bóng này. Đánh đầu! Chưa có bàn thắng. Liên tục là sức ép đến từ các cỗ xe tăng Đức. Gnabry là người đã dứt điểm. Thêm một cơ hội nữa. Tuyển ai? Dứt điểm đi, không được. Phản công dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là Luis Figo. 3-1, Figo, Esemio, Nguyễn, không có bàn thắng này. Quá đáng tiếc, trong một tình huống đơn giản hơn, bàn thắng mở tỷ số thì các thủ Bồ Nha lại không tận dụng thành công. Đó là Luis Figo, 3-1 cho tình huống vừa rồi. Chắn là như vậy, một thế trận rất công hiến và cực kỳ cởi mở. Thomas Müller, anh ơi! Một cú đá đưa trái bóng đi vào lòng đất. Rất cố gắng rồi nhưng bóng vẫn đi chệch cột dọc. Có vẻ như bóng đã chạm tay của thủ môn bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha. Schlotterbeck. Vẫn là cao thủ Đức. Gnabry. Có khoảng trống. Đây rồi. Rất tiếc đó không phải là closer. Cú đánh đầu của Thomas Müller là chưa đủ khó. Và bàn thắng thì vẫn đang ngoảnh mặt với team Đức. Eusebio, Bồ Đào Nha phản công. Eusebio, một quả tạt rất căng. Ronaldo! Đó là thứ vũ khí lợi hại nhất của CR7. Hãng hàng không Ronaldo Airlines đã cất cánh trên bầu trời. 2-0 dành cho Bồ Đào Nha. Còn với bản thân của huấn luyện viên Lê Khôi và Đẹp Nguyễn thì có lẽ lúc này họ chỉ còn biết bật chế độ bay lên mà thôi. Michael Ballack. Đội tuyển Đức vẫn đang cố gắng tiếp cận với khung thành của Bồ Đào Nha. Nhưng không có gì khó khăn với Diogo Costa. Vâng, bây giờ thì Bồ Đào Nha bắt đầu đã thể hiện sự khéo léo của mình. Đây là thời điểm mà đội tuyển Bồ Đào Nha có được một tâm lý thoải mái nhất. Cơ hội sẽ tới dành cho đội tuyển Đức. Làm gì đây? Anh ơi, không được. Tiếp tục là đội tuyển Đức.
Chúng ta hãy cùng xem họ khoan thủng hàng phòng ngự của Bồ Nha như thế nào. Chính xác rồi. Chưa phải cú dứt điểm ngay. Không thể truyền vào bên trong. Renato Sanchez. Mất bóng luôn. Sanchez rất khỏe. Bên phía này thì Eusebio đang di chuyển. Renato Sanchez. Eusebio. Không thể thành công cho tình huống đối đầu với huấn luyện viên Snake. Đội hình của Bồ Đào Nha quá khỏe. Rõ ràng là các cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt. Vừa nói xong thì đã chấn thương rồi. Táo y tế đang được gọi đến. Nhưng mà táo y tế thì cũng đang tắt đường. Và đây là cơ hội dành cho đội tuyển Đức. Lothar Matthäus. Tia hy vọng đã lóe lên ở phút thứ 70 của trận đấu. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Tinh thần của đội tuyển Đức là vẫn như vậy. Chưa từ bỏ cho đến khi hồi còi chưa khép lại. Còn thở, còn gỡ, mình vẫn còn 20 phút nữa. Không có vấn đề gì cả. Và tất nhiên với bộ đôi Đẹp cùng với Lê Khôi thì họ cũng đang cố gắng động viên nhau. Làm sao giữ được thành quả và thậm chí có thể phát huy được thành quả cho trận chung kết viên mãn nhất dành cho bộ đôi này. Hãy cùng xem đội tuyển Đức làm gì với tình huống tấn công này. Hay quá! Đây rồi! Cần một chút nhanh nhẹn hơn nữa đến từ Closer. Bồ Đào Nha đang có chủ trương chơi chậm và họ sẽ cầm bóng nhiều hơn. Điều này sẽ giúp họ kéo dài thời gian. Cơ hội đến dành cho Bồ Đào Nha! Hoano Neuer tình huống vừa rồi. Đánh đầu. Không, đó là tình huống đấm bóng an toàn. Thêm một pha dứt điểm. Và suýt chút nữa chúng ta nhìn thấy một siêu phẩm trong trận chung kết ngày hôm nay của Eusebio. Một tình huống bấm nhầm tung ra một cú dứt điểm rất căng. Thêm một tình huống đá phạt góc nữa. Đánh đầu. Vẫn là cầu thủ Bồ Đào Nha. Quay người, cơ hội. Dứt điểm ngay. Bóng đã nằm gọn trong tay của Neuer. Và bây giờ sẽ là phản công dành cho đội tuyển Đức. Closer đã sẵn sàng. Cánh phải đang rất thoáng. Closer. Còn ai đánh đầu được nữa không? Vào hết đi. Nào hãy cùng chờ xem. Làm gì đây? Không được. Nó không phải là một đường truyền vào trong mà quyết định đột phá. Phút thứ 89 rồi. Đội tuyển Đức vẫn đang cố gắng cho những hy vọng thoi thóp của mình. Gnabry. Toni Kroos. Bóng quá dài. Vẫn còn. Còn. Ôi. Còn. Còn. Khá đáng tiếc. Cú dứt điểm của Miroslav Klose. Bóng đã sượt qua dọc trong gang tấc trong tình huống này. Quá tiếc. Có lẽ là tại bóng thôi. Nếu như một quả bóng khác thì đã lăn vào lưới rồi. Và như vậy là trận chung kết đã khép lại. Chính thức khép lại. Với chiến thắng sát sao nghiêng về phía team Bồ Đào Nha. 2-1. Chiến thắng dành cho Lê Khôi và Đẹp Nguyễn thực sự nghẹt thở. Đặc biệt ở 20 phút cuối cùng. Khi mà sức ép được đội tuyển Đức đã tạo ra là cực kỳ lớn. Và xin các bạn hướng lên sân khấu để chào đón đội giải nhì của chúng ta. Cô sẽ giang Đức của Missy và Snack. Xin chúc mừng giải quán quân của chúng ta, đội tuyển Bồ Đào Nha, Lê Khôi và Đẹp. Các bạn cùng đếm với tôi nhé. 1, 2, 3. Xin chúc mừng nhà vô địch Online Ao Làng FIFA Online 4 lần đầu tiên của chúng ta. Xin chúc mừng các bạn và các bạn hãy nhận lấy những chiếc cúp của mình ạ.